Vô thì là hôm qua có ghé nhà của anh Junior mua đồ thì có nhìn thấy cái cây này. Đây là một cái sản phẩm mới của Junior Pen Shop. Mình thấy cũng hay hay cho nên là mình mượn về để mà làm clip review cho anh em, để anh em gọi là có thêm cái tư liệu. Và nếu anh em có nhu cầu muốn mod thì hãy vào trang web juniorpenshop.mv.mn. Ở đây thì mình thấy có bán rất là nhiều loại mod, giá từ rẻ cho tới mắc, từ làm bằng tay tới làm bằng máy, và giá cả cũng rất là phải chăng. Về cái cây này thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái ưu điểm của nó trước, để mà che mắt anh Junior của mình khen khen về ba câu rồi bắt đầu chê. Chứ ảnh mới vô coi clip mình thấy mình chê liền thì chắc. Cái ưu điểm thứ nhất đó là cái thân này là anh Junior ảnh cắt ra từ một cái ống rất là dài, nó không phải là một cái thân bút bình thường, cho nên là cái độ dài anh em có thể gọi là tùy ý mà anh em lựa chọn cái độ dài, thì anh em có thể nói với anh Junior em muốn là bao nhiêu xăng đó thì anh em có thể nói để mà anh cắt cho anh em đó. Anh em nào mà tay to tay nhỏ gì đó thì có thể là tùy ý biến đổi cái thân này cho nó phù hợp, mà anh em sẽ không còn phải lo là tay em ngắn thì có quay được không, tay em dài quá thì quay nó có bị ngắn không. Cái ưu điểm thứ hai đó là về cái màu sắc, thì đây là một cái cây gọi phải nói là clear, tức là trong suốt hoàn toàn đó, cho nên là cái màu thì anh em có thể là lựa chọn tùy ý, có thể gửi file hình, có thể là hình hoặc là file màu gì đó cho anh Junior, thì anh Junior sẽ in ra và nhét vào bên trong cái cây mod đó, thì cây mod nó sẽ có cái màu đó. Cái cây này nó còn một cái loại nữa là một cái loại màu cố định của anh Junior, thì cái đó là tùy vào cái sở thích mà anh em có thể lựa là clear hoặc là cái loại có màu sẵn đó, thì cái đó là tùy. Nói chung là mình thấy là đây cũng là một cái gọi là khá là hay, tại vì cái màu xanh này của mình thì nó cũng khá là kén trong cái việc mà lựa rip, tại vì cái rip màu xanh thì thường nó là sẽ có màu xanh là xanh da trời hoặc là cái xanh xanh đậm nó xanh biển. Còn cái màu xanh của mình là nó hơi nhạt nhạt một tí, cho nên là mình cũng không có thích nó nhạt quá mà cũng không thích đậm quá, cho nên là nó khá là khó. Và cái cây này thì mình cảm thấy là rất là ok trong việc mà nó có thể tùy ý chọn cái màu mà mình thích. Cái ưu điểm thứ ba đó là về cái độ bền đó, thì cái này là mình cũng chưa có kiểm tra được, tại vì đây là mình mới mượn được của anh Julia có một ngày à, cho nên là mình cũng chưa có đánh giá, gọi là phải nói là đánh giá cho nó kỹ cái việc này, mà chỉ là thông qua cái lời của anh Junior đó. Thì anh Junior nói là cái cây này là nó sẽ chịu được một lần đạn bắn đó, nghe rất là kinh khủng đúng không các bạn đó, mà mình cũng không biết là đạn của cái súng nào, súng thiệt hay là súng thịt, cái đó là cũng phải tùy thôi, hên xui, nói chung là hên xui. Nhưng mà anh Junior nói thì mình nghĩ là chắc là cũng khá là đáng tin, tức là cũng ok. Về cái khối lượng của nó thì mình cũng không biết là nên đưa nó vào cái ưu điểm hay là khuyết điểm, tại vì cái mod này nó khá là nặng, nó rất là nặng, nó rất là nặng kinh khủng khiếp luôn, tại vì mình quay mod nhẹ nó quen rồi. Với lại là cái mod này thực sự là nó rất là nặng các bạn, tại vì nó dùng tip là tip AF, tip Elfit đó, và nó còn ở trong nó còn có rip Doctor nữa. Tip Elfit là nó cũng khá nặng rồi, nhưng mà quất thêm cái rip Doctor, rồi quất thêm một đống rip X Power ở ngoài nữa thì cái khối lượng nó bị đẩy lên cũng khá là nhiều đó, cho nên là cái cây mod này nó cũng khá là kinh khủng. Bạn nào mà quay thì chắc là cái lực tay nó cũng phải lớn đó, mấy bạn mà tay nhỏ nhỏ thì mua cái này thì mình nghĩ là nó sẽ không có phù hợp, hoặc là các bạn có thể nói với anh Junior là đổi cái tip này đi, tại vì cái tip Elfit này nó rất là nặng, nó nặng kinh khủng khiếp luôn, cho nên là các bạn phải cân nhắc kỹ cái chuyện này. Tuy nhiên thì cái khối lượng như vậy cho nên là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích chơi power chick, ví dụ như là những cái như này đó, pump spin hất hất lên các kiểu đó thì nó sẽ phù hợp, tại vì những cái này thì nó không có đòi hỏi là mình phải giữ cái mod ở trên tay nó lâu, cho nên là cái khối lượng của nó sẽ không có ảnh hưởng, mà nó sẽ trợ giúp mình trong việc là kéo cái bút nó đi đó. Nhưng mà cái khối lượng nó nặng quá thì khi mà các bạn muốn ngưng cái mod lại thì các bạn cũng phải hơi vất vả tí, tại vì cái mod nó theo cái quán tính thì nó sẽ đi tiếp, các bạn muốn ngưng lại thì các bạn phải bóp nó hơi chặt hơn bình thường, hơn là những cái mod nhẹ đó, thì cái tỷ lệ mà nó văng ra ngoài thì nó sẽ cao hơn khi mà các bạn quay video hay là cái gì đó. Về cái khuyết điểm của nó thì như hồi nãy mình nói là cái thân nó được cắt ra từ một cái ống, cho nên là cái nhựa mà được sử dụng nó sẽ không phải là nhựa để mà làm những cái cây bút đó, thường là người ta làm những cái cây bút các bạn dùng để viết thì cái nhựa của nó sẽ được ưu tiên. Nếu như những cái bút mà mắc tiền thì cái nhựa của nó sẽ giúp các bạn gọi là cầm nắm cho nó có cảm giác nó thoải mái, nhưng mà cái thân này nó không phải là cái thân bút, cho nên là cái nhựa của nó mình cảm thấy là nó khá là trơn. Bạn nào mà tay có mồ hôi bị phông thấp thì
cái độ trơn nó còn kinh hơn nữa, cộng với cái độ nặng của nó thì cái cây mod nó rất là dễ bị trượt lên trượt xuống, trượt lên trượt xuống khi mà các bạn quay. Cái khuyết điểm thứ hai đó là về giá, thì cái cây này mình thấy là anh Junior bán với giá là 320.000 thì nó cũng hơi bị này nọ và gì đó, thì nó cũng hơi làm mắc, nó cũng hơi khó đối với những bạn mà đang là học sinh, tại vì các bạn là không có nhiều tiền. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì điều kiện của các bạn nó tốt hơn ngày xưa rồi, cho nên là nó cũng không phải là cái chuyện mà không thể làm được đó. Như là các bạn muốn mua thì các bạn cứ để dành tiền mà mua thôi đó, cho nên là mình nghĩ nó cũng không phải là một cái vấn đề nó khá là nghiêm trọng. Và ok, thì đó là những cái ưu điểm và khuyết điểm của cái mod này. Khi mà mình sử dụng được hơn một ngày thì mình thấy là như vậy. Nếu mà mình dùng lâu hơn thì chắc là mình sẽ có những cái suy nghĩ khác, những cái vấn đề nó phát sinh, hoặc là những cái suy nghĩ nó không có giống như ban đầu nữa, thì cái đó là các bạn sẽ kiểm tra giúp mình. Các bạn sẽ mua về sử dụng, rồi sau đó các bạn có thể quay lại clip này để mà để lại bình luận ở bên dưới cho những bạn nào mà đang có ý định mua hoặc là đang tìm một cái cây mod nó phù hợp với bản thân, thì các bạn có thể tham khảo ý kiến của nhau đó. Và ok, thì nếu cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn về những cái video lần sau.